Chào mừng quý vị đến với kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Cám nhé. Còn thì bây giờ là 6 giờ ngày mùng 2 tháng 9 năm 2019. Còn thì tôi đang lắp đặt cho nhà bác Bảng tại khu 5, xóm Ủy ba, xã Yên Dưỡng, một bộ sập thờ bằng gỗ mít đây. Và trong đó là đầy đủ các loại đài nến rồi ngai hạc. Và đây trên này quý vị, đây là bác Bảng chủ nhà đây, khu 5, xóm 13, xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Và giới thiệu quý vị, đây là bộ sập thờ bằng gỗ mít ta chân 14, và có kích thước dài 1m97, rộng 1m7 và cao 1m17, và chúng tôi chạm mai đẻo. Rất là tinh tế và đường nét sắc nét đẹp, và 100% chất liệu bằng gỗ mít. Chúng tôi tuyển chọn là rất là lục lõi, không sâu xia, không vết. Và thế ai có nhu cầu sở hữu một bộ sản phẩm như của bác Bảng ở xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ này thì sẽ xin liên hệ với số điện thoại 0987 510806 nha. Cơ sở tôi nằm tại xã Văn Cúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, và chuyên sản xuất đồ thờ, sập thờ rồi này, các loại giường tủ bàn ghế, nói chung là đồ gỗ nội thất trong nhà, và chuyên sản xuất đồ gỗ tự nhiên và không sản xuất gỗ công nghiệp và nguyên đồ gỗ tự nhiên. Và thì chúng tôi chuyên nhận đơn, các đơn đặt hàng theo ý muốn, kinh quy cách của khách hàng. Và thì sau khi bác Bảng đã đặt em cơ sở em sản xuất bộ thập thờ này thì bác thấy nào, có như đúng như ý muốn của bác đạt không? Theo ý muốn của tôi là chủ nhà cũng là rất là ưng ý và theo với nguyện vọng, và đặt cái bộ đồ thờ cho các cụ. Và tôi quay xin cảm ơn nhà hàng Tùng Tám đã giúp đỡ gia đình. Và thế xin cảm ơn bác và gia đình nhá, đã tin tưởng vào sở hữu của đồ gỗ của cơ sở Tùng Tám. Và cho xin chân cảm ơn bác, và chúc bác và gia đình nữa là khánh thành ngôi nhà mới, và gặp nhiều may mắn, làm ăn phát đạt và mạnh khỏe. Thay mặt gia đình xin cảm ơn nhà hàng, rồi là chúc nhà hàng mạnh khỏe và làm những bộ đồ thờ và tất cả các đồ gỗ là cho nó rất là đẹp hơn nữa. Thế xin chân thành cảm ơn bác. Xin chào mọi người nhé.